Minh Thúy xin kính chào quý vị. Hôm nay thứ Sáu, 4 tháng 10, 2024. Đến với VATV hôm nay gồm có chương trình 50 Years After the Fall of South Vietnam và Nhạc lá Bồ Đề. Kính thưa quý vị, sau biến cố tháng 4 năm 1975, người Công giáo Việt Nam tị nạn tản mát mọi nơi trên đất nước Hoa Kỳ. Theo trang giáo xứ Maria Nữ Vương Việt Nam cho biết, vào khoảng tháng 7 năm 1975, dưới sự bảo trợ yêu thương đón nhận của Đức Cố Tổng Giám mục Philip Hanna và chương trình tị nạn USCC, Đức Cố Tổng Giám mục Philip Hanna đã vận động chính phủ Hoa Kỳ để được bảo lãnh hàng ngàn gia đình người Việt tị nạn và thuyền nhân, không phân biệt tôn giáo, đến định cư tại vùng New Orleans. Nhờ đó đã hình thành cộng đồng người Việt New Orleans, biến vùng sình lầy ngập nước ở miền đông nam Hoa Kỳ thành vùng dân cư phì nhiêu, trù phú, sầm uất. Ngài là người đã sáng lập và điều hành giáo xứ Maria Nữ Vương Việt Nam với gần 18.000 giáo dân Việt Nam. Cuối thập niên 70 đến đầu thập niên 80, hàng triệu người Việt tiếp tục di tản tìm tự do. Nét đặc thù của cộng đồng người Việt ở tiểu bang Louisiana là những cộng đồng người Việt gần như quy tụ theo vị chủ chăn và vị lãnh đạo tinh thần của họ. Sau đây, Minh Thúy mời quý vị theo dõi phần 5 chương trình 50 Years After the Fall of South Vietnam với ông John Hòa Nguyễn để biết thêm về các giáo xứ Việt Nam cũng như các cơ sở sinh hoạt tôn giáo khác tại vùng New Orleans. Chương trình do Võ Thành Nhân và Minh Thúy thực hiện. Thực sự là người Việt Nam tới Louisiana hầu hết là Công giáo, là bởi vì được Tổng giáo phận đón. Và Tổng giáo phận New Orleans rất là thích người Việt Nam, là bởi vì thực sự các linh mục, địa phận thiếu linh mục mà nhờ người Việt Nam qua học, thì được người Việt Nam bắt đầu đi tu nhiều, thành thử số linh mục người Việt Nam làm việc trong nhà thờ Mỹ rất là đông. Tôi phải nói là tới 1/3. Đó. Thành thử mà khi người Việt Nam chúng ta, khi họ thấy khi các nhà thờ, các giám mục là các người, các nơi họ tới, không phải tại New Orleans mà tại các nơi khác, họ thấy các nhà thờ Việt Nam ấy, giáo dân đi nhà thờ đủ, đầy đủ, nhà thờ càng ngày càng phát triển, thì họ đặt câu hỏi tại sao nhà thờ Việt Nam phát triển nhiều như vậy. Cũng như mà chúng ta đi lạc đề tí xíu, là tôi có cơ hội nói chuyện với người Do Thái, ông lãnh đạo người Do Thái ở tại vùng New Orleans, thì ông ta bảo là người Việt Nam cao quá giỏi, mình là trong khi mình là phục Do Thái giỏi. Ông ta nói một câu thế này: các ông giỏi hơn tụi tôi. Lý do tại sao? Các ông thấy nhà thờ của chúng ta là synagogue của Do Thái không? Chúng tôi chỉ sử dụng lúc đám cưới của nó đám ma thôi, còn ngoài ra không có lớp gì hết. Trong khi quý vị á, nhà thờ rất là nhiều, và các lớp, các quý vị có lớp giáo lý, có lớp Việt ngữ, trong khi chúng tôi không có cái đó. Nhưng mà có một điều mà Do Thái họ hơn mình một điều á, là tinh thần dân tộc. Họ sẵn sàng vào tinh thần xã hội, như trường đại học Tulane, các building lớn là có tên người Do Thái hết, là vì Do Thái họ tặng cho cái đó. Bây giờ quay trở lại vấn đề tôn giáo, thì thực sự thưa anh dạ, khi mà Tổng giáo phận New Orleans thương người Việt Nam, Công giáo Việt Nam đó, thì là cái địa phận, tức là cái lớn nhất của trong Công giáo đó, là lập cái giáo xứ. Thì Tổng giáo phận New Orleans là Tổng giáo phận đầu tiên cho người Việt Nam lập thành giáo xứ từ biệt lập, chứ không có phải thuộc vào nhà thờ Mỹ nữa. Và các nhà thờ chúng ta thấy hiện nay đó là thuộc là giáo xứ hết, chứ không phải là họ đạo hay là dưới quyền của khác, tức là các cha là cha xứ, tức là cha nó có toàn quyền của nó. Thành thử đúng, anh nói đúng là người Việt Nam Công giáo ở Louisiana là thực sự là nhờ tình thương của các giám mục và cái sự chăm chỉ của các linh mục, các tu sĩ và của giáo dân nữa. Nhưng mà nếu chúng ta đi các tiểu bang khác, chúng ta thấy như bên Houston, Dallas á, bây giờ đó phát triển mạnh hơn New Orleans nhiều, là vì dân số bây giờ cắt là càng ngày càng đông ra. Và Atlanta là nhà thờ trên 8 mẫu đất. Mình tự thì đó là thực sự là đó là cái tinh thần tương thân tương ái của người Việt Nam, giúp nhau cùng một lúc là cái niềm tin vào Thiên Chúa rất là, hay là Thượng Phật vẫn còn rất là nhiều. Thành tự có lẽ là đó là cái tốt của người Việt Nam. Thành tự theo tôi đấy, người Việt Nam thật tuyệt vời. Chỉ một cái là chúng ta
tiếc một cái chúng ta chưa quen là việc chung với nhau. Khi làm việc chung, một số phương pháp chúng ta cần phải làm, phải học. Thí dụ bây giờ đó, nếu chúng ta có một cái nguyên gọi là nguyên tắc làm việc chung, thì khi chúng ta tranh luận trong đó, trong buổi họp, tranh luận nhau hết, mà khi đó ra buổi họp xong là chúng ta tiếp tục làm chung với nhau. Còn cái tiếc của chúng ta là chúng ta khi họp chúng ta nói chuyện với nhau, bàn thảo rất ít, mà khi ra ngoài cái tách rời ra. Thành thử đó là cái nguyên tắc làm việc chung mình chưa có. À, thánh thất thì có một, thưa anh, à, chùa thì bên này có chùa Bồ Đề, chùa Liên Hoa, chùa Phước Nguyên, chùa Vạn Hạnh, đó là bốn chùa. Còn có những thánh thất nhỏ nhỏ, gọi là thất nhỏ nhỏ thì có khoảng bốn cái nữa. À, tức là chùa của chúng ta có khoảng tám cái rồi. Bên tên là có một nhà thờ Tin Lành, à, do mục sư Long Thành, à, mục sư mới từ California qua. Và mục sư đó khoảng 41, 42 tuổi, trẻ, thành thử học bên Mỹ. Bên East New Orleans có nhà thờ Maria Nữ Vương Việt Nam. Bên Woodland có nhà thờ Thánh Du Xe. Ở dưới Marrero có nhà thờ Lê Thị Thành. Và ở khu xa hơn nữa có nhà thờ Đức Mẹ Lên Trời, nhà thờ La Vang hàng năm. Dạ, thưa anh. Dạ. À, khi nói tới New Orleans thì đa số người ta nghĩ tới người ngư phủ. Là bởi vì thực sự là quý vị nhớ rằng là thời 75 đó, là cả cái làng đó, làng ngư phủ đó được bỏ lãnh xuống này luôn. Thành thử xuống họ làm ngư phủ liền. Thành thử cái nghề mà đông người Việt Nam làm nhất, ngư phủ. Nhưng mà con số hiện tại nó càng ngày càng ít lại là vì các em nhỏ đó, càng ngày nó không làm nhiều nữa. Nhưng mà ngư phủ Việt Nam rất là tuyệt vời. À, quay trở lại có một cái sự kiện thế này là thời 77-78, lúc ấy còn Đức Cha Lương làm ở đây. Thì hồi xưa người Việt Nam mình lên xuống làm biển đó, là ngôn ngữ chúng ta chưa có, và cái phong tục người Việt Nam với người Mỹ nó trục trặc rất là nhiều. Là bởi vì người Việt Nam á, đi biển á, không phải chỉ đánh tới sáng tới chiều là ngừng, đánh khi là hết tôm rồi thôi. Mà người Mỹ nó không quen như vậy, nó thấy là nó đánh mấy tiếng nó về thôi. Và khi mà người Mỹ nó nói chuyện với người Việt Nam mình, người Việt Nam không hiểu chúng ta, người Việt Nam mình cười. Và người Mỹ nó lại nghĩ rằng là mình chửi nó mà nó vẫn cười, tức là mình nó là offended, mình offend nó, thành được cái phần nó xung đột rất là mạnh. Và lúc đó cái năm đó là cái năm mà thành phố cái cảnh sát quận Blackman Parish, là cái quận mà làm biển nhiều đó, họ yêu cầu người Việt Nam tới hôm nay tới gặp họ, và họ yêu cầu người Việt Nam dọn ra khỏi thành phố, cái quận của họ, là bởi vì Việt Nam mình đánh tôm cá không có giờ giấc và khinh mạng người khác. Đến lúc mà khi nói về giờ giấc thì người Việt Nam mình bảo tại sao đánh tôm phải có giờ giấc, tôi tới đó thì là còn tôm chúng tôi đánh thôi chứ. Người Mỹ không hiểu cái đó, vì người Mỹ làm việc tới giờ nó nghỉ. Còn về cái nụ cười về khinh thường người khác, là bởi vì khám phá ra là khi Cha Lương lúc cái nói chuyện đó, thì Cha Lương là học bên Mỹ, ngài học trên New York, Buffalo, New York, thì ngài mới hiểu, à hóa ra anh Mỹ anh chửi người Việt Nam, anh chửi người Việt Nam mày là tụi mày làm việc quá độ thùng lung tà la, thì người Việt Nam mày không hiểu cười, thành từ đó bên cái là sỉ nhục, hóa ra là cái chuyện đó. Thành từ về sau đó là bắt đầu cái người Việt Nam bắt đầu với người Mỹ hiểu dần. Và bây giờ đó là nếu chúng ta xuống cái vùng biển đó là Mỹ Việt Nam dễ sợ lắm, tại vì Việt Nam mình chăm chỉ và làm có trật tự, có nguyên tắc, chứ không phải là làm đâu xả đó. Thành anh biết anh xuống biển đó, biển rất là cái bờ vùng người Việt Nam ở rất là sạch sẽ, gọn gàng. Thành thử người Việt Nam chúng ta tổng quát là được người Mỹ rất là yêu chuộng. Thì ngoài làm biển ra thì anh biết là nghề làm nail nó cũng khá nhiều. À, và cái giới mà trí thức Việt Nam rất là mạnh. Khi mà tôi nói chuyện với một số trường, các dean của các trường đại học đó, nhất là đặc biệt về y khoa đó, thì họ nói thế này là cái lý do là bởi vì mình biết y khoa là bởi vì người thân mình học y khoa rất là nhiều. Mà thường thường cái học y khoa là 4 năm đại học undergrad rồi thi MCAT đi vô. Nhưng mà riêng ở Việt Nam đó, họ không nhận như vậy. Có nhiều người Việt Nam học xong, thi xong điểm cao, nó vẫn bắt phải chờ. Phải lọc lấy Master, the PhD bắt đầu nó nhận. Là bởi vì sao nó nói thế này, các dân số của các ông ở đây khoảng 20.000 người Việt Nam, tới 22.000 người Việt Nam. Mà dân số của 5 quận của Đông New là 1.2 triệu. Các ông có 20.000 người Việt Nam. Chúng ông chỉ được 1/2000, chỉ được 1/1000 nữa. Mà cái dân, mà cái giới professional về healthcare field đó, mình lên tới 12%. Tức là nó cái sự chênh lệch quá cao. Mà thật sự quý vị nhìn lại đó, bây giờ y khoa, dược, răng người Việt Nam rất là nhiều. Mà người Mỹ nó cảm thấy rằng đó là sự đe dọa, là bởi vì cái sự nó không cân bằng nữa rồi. Thành thực bây giờ họ đang ưu tiên cho người da màu, người đặc biệt là Mỹ đen,
và người Hispanic để vô các ngành đó, để họ đủ người cung cấp các dịch vụ cho sắc tộc đó. Còn Việt Nam nhiều quá đông, thành nữa nếu quý vị không tin đó, vô pharmacy nào, các nhà thương nào, Việt Nam đầy hết. Ngay cả một cô có một bác sĩ Việt Nam làm Director for Admission của trường y khoa, và cô ta cũng chia sẻ y hệt như vậy. Cô ta bảo là bây giờ em bị cái trở ngại là người Việt Nam vô trường y khoa quá nhiều. Mời quý vị đón xem chương trình 50 Years After the Fall of South Vietnam, phần 6 cũng là phần cuối với ông John Hòa Nguyễn, sẽ được phát hình vào tối thứ 6, ngày 11 tháng 10 năm 2024. Kính thưa quý vị, chương trình VATV đến đây xin tạm ngưng. Chúng tôi sẽ tiếp tục phần 2 sau phần thông báo và quảng cáo.